chương 1, giấc mộng mấy ngàn năm. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Trời còn chưa tỏ, mười vạn dặm đại hoang chìm trong u tối. Những tia sáng đầu tiên bắt đầu chiếu lên dãy kiếm sơn soi tỏ làn mây phiêu đãng lượn lờ quanh sườn núi. Nơi chúng vươn tới trước nhất là kim đỉnh trên đỉnh núi. Đại điện kim đỉnh làm từ lưu ly tỏa ra ánh sáng rực rỡ làm dạng người cả biển mây, quả thực vô cùng chói mát giữa biển mây dập dờn bao quanh thân núi có vô số đại điện to lớn mang vẻ cổ xưa như đang bồng bềnh phát ra vẻ thần thánh mà trang nghiêm. đó chính là thánh địa chung của ba nghìn bộ lạc nhân tộc trong mười vạn dặm đại hoang kiếm môn. luyện khí sĩ của kiếm môn tầng tầng lớp lớp nối nhau bảo vệ mười vạn dặm đại hoang. người trong ba nghìn bộ lạc nhân tộc cũng đều lấy việc trở thành luyện khí sĩ của kiếm môn làm vinh dự đại hoang hiểm ác, nhân tộc lại yếu đuối, nếu không có kiếm môn bảo vệ thì e rằng ba nghìn bộ lạc đều đã tan thành khói bụi. Sơn môn to lớn chắn trước nơi ở của mấy vạn đệ tử ngoại môn. Luyện khí sĩ trong kiếm môn rất nhiều, những thiếu niên trong ba nghìn bộ lạc lên núi học nghệ nếu không có chống lưng thì đều sống ở đây. Những bộ lạc mạnh mẽ có nhiều luyện khí sĩ thì thường trực tiếp thu người về nơi của mình. Trung nhạc đã sớm rời giường, lúc này hắn đứng tại bên cạnh giếng dốc ngược một thùng nước từ đỉnh đầu xuống, sau đó lại dùng mạnh người để xua tan cơn buồn ngủ. Nước từ trên người hắn chảy xuống tạo nên vô số bọt nước trên thành giếng. Cơ thể của hắn rất rắn chắc, dáng người cân đối, làn da cũng căng tràn, quả thực rất có sức mạnh. Trên ngực hắn có ba vết cào rất sâu đã đóng vảy không rõ là do yêu thú nào lưu lại. Hắn quay người, sau lưng cũng có rất nhiều vết sẹo, trên tay trái cũng có, khắp người đều là thương tích lớn nhỏ, trông chẳng hề giống một thiếu niên mới 15 tuổi. Trung Nhạc đeo gùi thuốc lên rồi yên lặng rời khỏi Sơn Môn đi về chân núi. Đệ tử ngoại môn có địa vị rất thấp, cũng chỉ được học một vài công pháp đơn giản nhất, chỉ khi nào tu thành linh mới có thể trở thành đệ tử ký danh của nội môn, làm môn hạ của đường chủ trong nội môn mới nhận được truyền thừa thực sự của kiếm môn. Có điều đệ tử ngoại môn không có người chống lưng mà muốn trở thành đệ tử ký danh của nội môn thì khó khăn tới mức nào cơ chứ. Đại hoang ba nghìn bộ lạc, bộ lạc nhỏ cũng có vạn người, bộ lạc lớn thì có tới trăm vạn, chẳng ai trong số đó không muốn tới kiếm môn, không muốn trở thành đệ tử ký danh của nội môn. Trở thành luyện khí sĩ, vì thế cạnh tranh rất khốc liệt. Kiếm môn có quy củ của kiếm môn, nếu trước 16 tuổi không thể tu thành linh thì sẽ bị đuổi khỏi kiếm môn. Con cháu tộc trưởng các bộ lạc lớn nhỏ trong đại hoang tự nhiên đều được dùng linh đan rượu dược để tăng tiến tu vi, giúp họ trước 16 tuổi tu thành linh. Dù cho tư chất có bình thường tới đâu thì chỉ cần có đủ linh dược cũng có thể dựng nên luyện khí sĩ. Còn những người khác thì tất nhiên không thể nhận được đãi ngộ như thế, chỉ đành dựa vào bản thân cần cù tu luyện mà thôi. Nhà nghèo khó sinh quý tử, kẻ khốn cùng mấy ai thành luyện khí sĩ đâu? Trung nhạc xuất thân từ bộ Lạc Trung Sơn, một bộ lạc còn không được tính là nhỏ, cũng bởi quanh năm liên miên bị thiên tai nên chỉ còn khoảng trăm người, có thể nói là bộ lạc nhỏ nhất trong đại hoang. Bộ lạc như vậy tự bảo vệ còn khó chứ nói gì tới việc đào tạo ra luyện khí sĩ vì thế dù trung nhạc có nỗ lực hơn người khác cả trăm lần thì cũng còn xa lắm mới tu thành linh lần này hắn xuống núi vì muốn tìm vài thứ linh dược trong khu rừng dưới chân núi nhằm luyện chế vũ linh đan tu bổ hồn phách vũ linh đan là đan dược cực kỳ bình thường nguyên liệu luyện chế cũng rất dễ kiếm vậy mà ngay cả linh dược tầm thường như thế hắn cũng không mua nổi mà phải tự mình luyện chế tự hái thuốc, tự luyện thuốc, mất bao nhiêu thời gian, tất nhiên sẽ càng thua kém người khác, trung nhạc rời khỏi kiếm môn nửa canh giờ thì trời đã sáng tỏ. Đệ tử nội môn và ngoại môn của kiếm môn đều đã thức dậy tu luyện. Bỗng nhiên trên núi vang lên tiếng chuông, theo đó là một vị luyện khí sĩ mang theo khí tức mạnh mẽ bay xuống quát. Mà hồn âm trướng sắp hiện, đệ tử kiếm môn nghe lệnh nghiêm cấm ra ngoài. Cấm rời khỏi kiếm môn nửa bước. Mà hồn âm chướng vô cùng nguy hiểm, kiếm môn cũng chỉ bảo vệ được một phần, kẻ nào rời khỏi tất phải chết. Trên dưới kiếm môn xôn sao, chỉ nghe ầm một cái, sơn môn to lớn bỗng nhiên đóng lại, ở giữa làn mây trong không trung bỗng có vô số vầng sáng cong cong tỏa ra. Kim đỉnh cũng phát ra kim quang chiếu dọi không gian, cực kỳ hoang tránh. Phần lớn đệ tử ngoại môn đều mới lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, còn đệ tử nội môn thì cũng không quá xa lạ, Ma hồn âm trướng 10 năm một lần, vô cùng đáng sợ, dù có là luyện khí sĩ thì khi gặp phải nó cũng sẽ chết thảm. Mỗi khi ma hồn âm trướng bùng phát đều huyết tẩy vạn dặm, nơi nó đi qua ngay cả cọng cỏ cũng không mọc nổi. Ma hồn âm trướng sao lại bùng phát sớm vậy? Chiếu theo thường lệ không phải là 5 ngày sau sao? Một đệ tử nội môn lên tiếng ngay lúc đó có một âm thanh nặng nề vang lên như thể có yêu mà quỷ quái nào đó đang gầm gừ tiếp đó có một làn khí đen lao ra từ trong thâm cốc cách kiếm môn không xa giống như làn nước phun trào từ lòng đất tỏa ra khắp không gian rất nhanh luồng khí đen ấy đã vươn cao hơn cả núi kiếm môn thẳng tắp vào mây sau đó lại tỏa ra khắp bốn phương tám hướng như thể đang có một chiếc ô đen từ từ mở ra giữa trời Bầu trời đột nhiên tối sầm đi, chỉ còn ánh sáng trên núi Kiếm Môn soi rọi. Mỗi khi những luồng khí đen kia áp xuống màn sáng thì đều bị chặn ở bên ngoài, giống như có một lớp ánh sáng vô hình bảo vệ Kiếm Môn khiến làn khí đen không thể nào tiến bước. Dường như bên trong khói đen có một sinh vật đáng sợ nào đó gào lên giận dữ, thi thoảng nó lại đánh lên quần sáng bao bọc Kiếm Môn tạo nên những âm thanh vang vọng vô cùng kinh người. Cao cao trên kiếm môn, trước một tòa đại điện có vài vị luyện khí sĩ đang quan sát ma hồn âm trướng đáng sợ kia, có người bỗng lên tiếng. "Nếu có đệ tử ngoại môn xuống núi chưa về thì e rằng đã không thể quay lại được nữa." Nơi trung nhạc tới hái thuốc tên là Tụ Vân Sơn, nơi này có rất nhiều linh dược nằm trọn trong khu đông nam của kiếm môn mấy năm nay hắn làm đệ tử ngoại môn của kiếm môn dù cho không học được công pháp cao thâm gì nhưng cũng tập luyện thân thể mạnh khỏe mỗi bước đều có thể tiến tới một trượng trèo núi vượt đèo vô cùng dễ dàng khi hắn tới tụ vân sơn thì trời đã sáng trong núi bỗng vang lên từng tiếng muôn thú gầm thét nơi này rất vắng người quanh đó cũng không có bộ lạc nào hết nên có rất nhiều dã thú trung nhạc cẩn thận tiến lên tìm kiếm khắp nơi không lâu sau thì cũng tìm được kha khá linh dược các loại khác đều đã tìm được chỉ còn ngũ hương chi không thấy vẫn cần chút may mắn trung nhạc tiếp tục đi một lúc thì bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ lúc có lúc không càng tiến lên lại càng ngửi thấy rõ ràng mùi hương này mang theo năm vị khác nhau ngọt thơm mát nóng tinh khiết đúng là mùi của ngũ hương chi hắn lần theo mùi hương đi tới một vách núi. Khi cúi người xuống nhìn thì thấy vách núi dựng ngược, đá nhọn ngập tràn, cốc sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy. Dưới vách núi khoảng 10 trượng có một tảng đá trồi ra, một dòng nước chảy ra từ vách xuống tưới tắn cho một gốc cây lạ. Ngũ hương chi, trung nhạc vô cùng vui sướng nên lập tức cẩn thận trèo xuống. Vách đá trơn trượt nhưng hắn cũng khá nhanh nhẹn nên cũng không có gì nguy hiểm một lát sau hắn đã đến gần tảng đá kia nhìn xuống dưới thì chỉ thấy thâm cốc tối như mực gió lạnh từ dưới thốc ngược lên bốt đến thấu xương trung nhạc càng thêm cẩn thận rốt cuộc cũng tới tảng đá kia nhưng ngay khi muốn ngắt lấy ngũ hương chi thì trời bỗng tối sầm lại hắn ngẩng đầu lên lập tức giật mình kinh hãi có một con chim lớn màu vàng đang lao tới cánh của nó dài tới hơn trượng, lại có tới hai đôi đang không ngừng vỗ giúp nó bay về phía hắn, đôi vuốt to lớn lộ rõ ra sự sắc bén. Đây là ác điều gì? Chim vàng bốn cánh còn chưa tới thì những cơn gió sắc bén đã vỗ rát lên mặt hắn, tưởng như đã có thể thổi bay hắn khỏi vách đá, hú u. Chim vàng bốn cánh đã áp sát, ngay trước khi nó kíp chụp tới trung nhạc đã ngắt lấy ngũ hương chi rồi thả mình khỏi vách đá chim lớn vồ hụt lại vỗ cánh bay lên quan sát cuối cùng nó thấy trung nhạc không hề bị rơi xuống mà đang tóm lấy một đoạn dây leo cách tảng đá kia khoảng một trượng nó gào thét vòng lên trời chuẩn bị tập kích lần nữa trung nhạc cắn chặt răng trượt xuống theo dây leo con chim vàng mới lượn lên trời thì khí đen cũng tới nháy mắt đã bao phủ cả sơn cốc trung nhạc ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời như đã bị một tấm màn đen che khuất đáy cốc còn có ánh sáng ẩn hiện, cũng không rõ là do thứ gì phát ra. Đột nhiên Trung Nhạc nghe thấy trên đầu có tiếng gió, có một bộ khung xương đang rơi xuống rồi nhanh chóng vượt qua chỗ hắn lao vào thâm cốc. Hắn giật mình, đó chính là bộ xương của con chim bốn cánh khi nãy. Chỉ trong giật lát, con chim bốn cánh như đã bị thứ gì bên trong khí đen ăn sạch chỉ còn sót lại bộ xương. Trung nhạc lạnh hết sống lưng quay đầu nhìn lên. Khi thấy khí đen đang nhanh chóng theo vách núi lao xuống thì hắn cũng vội vàng tăng tốc, bỗng tạch một tiếng, dây leo đã đứt, Trung Nhạc liền mang theo đoạn dây leo rơi xuống dưới vách đá. Trong cơn hoảng loạn hắn vung tay chân loạn lên, cuối cùng cũng nắm được một trạc cây, lúc đó mới ngừng rơi. Trung Nhạc nhìn lên, khí đen đã chỉ còn cách hắn khoảng 4 năm trượng, còn gần cành cây này có một hang động khá sâu, bên trong truyền ra vài tiếng nhỏ một cái đầu tam giác lớn từ trong động hiện ra rồi chậm rãi nâng lên quan sát trung nhạc rõ ràng đó là một con rắn lớn không thể nào tưởng tượng nổi trong miệng con rắn lên vang lên những tiếng rít liên hồi có vẻ đang rất thích thú loại rắn lớn này có sức mạnh kinh người cũng là dị thú vương giả trong đại hoang ngay cả luyện khí sĩ cũng khó lòng giết nó huống chi là hắn trung nhạc nghiến răng buông tay khỏi cành cây cả người lại rơi xuống con rắn lớn thò thụt cái lưỡi dài chuẩn bị tấn công thì dòng khí đen bỗng bao trùm lên nó. Rắc rắc một bộ xương rắn dài hơn 10 trượng rơi xuống, cùng chung nhạc trước sau chim vào đáy cốc. Cốc sâu thăm thẳm, cành khô lá vụn ken dày mặt đất, chung nhạc rơi xuống cũng không quá đau đớn. Hắn dựa theo ánh sáng lập lờ kia quan sát xung quanh thì thấy nơi này xương cốt chất đống, ánh đom đóm lập lòe, trong đó có cả xương cốt của con rắn lớn và chim lạ lúc nãy con rắn lớn lúc nãy cũng đã chết, rốt của khí đen đó là. Nguy rồi, sắc mặt trung nhạc lập tức thay đổi, khí đen cuối cùng đã tới đáy cốc, nó lập tức tràn khắp không gian, từng ánh sáng nhỏ lập loe cũng chìm dần vào trong đó. Trung nhạc nhìn xung quanh thì thấy khí đen đã sát mặt, không khỏi thở dài. Thứ này có thể ăn cả chim vàng và rắn lớn, sợ là ta cũng không thoát chết. Ủa, sao nó không tiến tới nữa? khí đen khi tới cách hắn một trượng thì dừng hẳn lại giống như bị một sức mạnh vô hình nào đó chặn lại tạo thành một vòng cầu bảo vệ trung nhạc nhìn thấy trong khói đen có một móng vuốt thật lớn đánh tới tầng phòng ngự hình bán cầu tạo nên những tiếng kẽo kẹt chói tay nhưng vẫn không thể phá được móng vuốt trắng đó không rõ là của quái vật gì dù chỉ là một đoạn vuốt cũng to lớn hơn hắn rất nhiều nên biết rằng trung nhạc mấy năm nay khổ luyện gân cốt thân mình cũng cao lớn hơn người trưởng thành đôi chút vậy mà một móng vuột thôi cũng lớn hơn hắn khó có thể tưởng tượng nổi chủ nhân của móng vuốt này lớn tới thế nào đây là trung nhạc nhìn về phía giữa không gian bán cầu có một bộ xương ngồi xếp bằng cánh tay phải vẫn đang dương cao trong tay có một chiếc đèn nhỏ tựa như đang chiếu đường cho người trong bóng đêm ánh đèn mờ tỏ không khác gì đom đóm, tỷ thời đều có thể biến mất. Kỳ lạ, người này đã chết nhiều năm chỉ còn lại xương cốt, tại sao cái đèn nhỏ này lại không bị hủy? Trung nhạc vô cùng tò mò nên tiến tới quan sát, lúc này mới phát hiện ra chỗ kỳ lạ, bộ xương này cũng không phải là xương người, thậm chí không phải xếp bằng mà là đang đứng. Nói là đứng cũng không hẳn, vì bộ xương không có xương đùi, chỉ có một bộ đuôi rắn dài, đuôi rắn cuốn quanh nửa người trên của hắn lại là hình người, có đầu, có cánh, có cánh tay. Đây rõ ràng là một xương đầu người thân rắn. Không hiểu tại sao cái đèn nhỏ này lại có thể cản lại khí đen. Trung nhạc bái lại bộ xương rồi giơ tay cẩn thận gỡ đèn xuống, chỉ thấy ánh đèn chớp chớp, tùy lúc có thể tắt, hắn vội vàng lấy tay che, bỗng có một âm thanh mệt mỏi vang lên. Giấc mộng mấy ngàn năm, năm nay là năm nào rồi? thiếu niên, hiện giờ phục hy nào đang tại vị? Chương 2, Tân Hỏa truyền thừa, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com Trung nhạc ngây người, giọng nói vừa rồi rõ ràng không phải là ảo giác, nhưng nơi này ngoại trừ hắn ra thì cũng chỉ còn bộ xương kia. Lẽ nào, trung nhạc vốn không sợ trời không sợ đất lúc này cũng đã tái mặt. Nhìn đâu đấy, ta ở đây. Âm thanh kia lại vang lên, lần này có vẻ đã rất khó chịu. Thiếu niên kia ta hỏi ngươi, rốt cuộc bây giờ phục hy nào đang tại vị? Trung nhạc giật mình nhìn cái đèn nhỏ trong tay không nói nên lời, âm thanh vừa rồi hóa ra là từ đó chuyển đi. Gặp chim vàng bốn cánh đã lạ, khí đen ăn thịt lại càng lạ, nhưng lạ nhất vẫn là cái đèn nhỏ biết nói chuyện này huyết thống của ngươi đã nhạt tới mức suýt nữa ta cũng không nhận ra chẳng lẽ phục hy thần tộc đã suy yếu đến mức này rồi sao giọng nói trong chiếc đèn lại vang lên phục hy thần tộc đang nói ta sao trung nhạc hoảng loạn nhìn về phía chiếc đèn chỉ thấy lồng đèn vẫn không có gì khác ánh lửa vẫn lập lóe cháy thật không hiểu nổi giọng nói kia truyền tới từ đâu cuối cùng Trung Nhạc ngây ngốc nhìn vào ngọn lửa trong đèn, hóa ra đó không phải lửa, mà là một người rất nhỏ. Người nọ da trắng, thân lại mặc quần áo hoàng kim, đầu đội mũ đỏ, nếu không nhìn kỹ thì quả thật rất giống một ngọn lửa. Trên đời này còn có chuyện quái lạ như vậy hay sao? Trung nhạc chừng mắt quan sát ngọn lửa, đó, nó cũng rất khó chịu nhìn lại, sau cùng lại bực tức lên tiếng thiếu niên phục hy thần tộc kia ta đang hỏi ngươi bây giờ là phục hy nào đang tại vị ngươi vẫn chưa trả lời ta phục hy trung nhạc bình tĩnh cười đáp ngươi đang nói hy hoàng trong truyền thuyết sao hy hoàng độc nhất vô nhị là thiên đế trong truyền thuyết tất nhiên chỉ có một làm sao còn có người khác hơn nữa ta cũng không phải phục hy thần tộc mà là nhân tộc không phải không phải người trong chiếc đèn nhỏ kia nhảy cẫng lên, giống như ánh lửa bập bùng. Rất không phải, Phục Hy chỉ là danh xưng chứ không phải tên, nó tượng trưng cho Hoàng đế, cho Thiên đế trí cao. Trước khi ta ngủ say thì đã có tới chín Phục Hy. Phục Hy đầu tiên lên ngôi một vạn tám ngàn năm rồi mới chuyển ngôi cho Phục Hy thứ hai là dịch di dịch di lại nắm quyền một vạn năm ngàn năm rồi truyền lại cho sư dịch, sư dịch truyền cho thái hạo, thái hạo truyền tiếp cho hạo dịch, hạo dịch truyền cho thiểu hạo, thiểu hạo truyền cho ký tiết. Ký tiết truyền cho hy hạo, tổng cộng có tới chín phục hy. Trung nhạc tròn mắt, hắn có nghe các vị tiền bối trong kiếm môn nói rằng phục hy là vua thời thượng cổ, chỉ có một người, vậy mà người trong chiếc đèn nhỏ này lại nói là có tới chín người. Người đó đi tới đi lui trong tâm đèn rồi nói tiếp lần này rốt cuộc ta đã ngủ say bao lâu tại sao tên nhóc kia còn không biết tới cả phục hy hắn rõ ràng là phục hy thần tộc dù cho huyết mạch có rất loãng nhưng vẫn cứ là tộc nhân của ta nhân tộc là chủng tộc nào trong vạn tộc sao ta lại chưa từng nghe nói tới ánh lửa kia nhảy ra khỏi đèn đi tới cánh tay của trung nhạc khi nó di chuyển trên cánh tay mình trung nhạc cảm thấy có chút nóng người đó lại nói Khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra, chuyện gì ta không biết sao? Giờ đang là lúc nào? Lần ngủ say này rốt cuộc đã ngủ tới thời đại nào? Trung nhạc nhắc, nghe nói Hi Hoàng là thánh hoàng của thời thượng cổ vạn năm trước, hiện giờ đang là thời đại Nhân Hoàng. Cơ mà, ngươi là vật gì vậy? Hắn ảo não, quả thật không biết nên xưng hô thế nào với kẻ này. Ánh lửa đó lại nói, ta là Tân Hỏa, năm ấy toại hoang. Quên đi, người ngay cả Phục Hy còn không biết, nói cũng bằng thừa. Người mau dẫn ta rời khỏi đây để ta tìm truyền nhân tiếp nối Tân Hỏa truyền thừa. Chúng ta thực hiện một vụ giao dịch ta sẽ cho ngươi chút lợi ích trước. Người đó đột nhiên biến mất trung nhạc còn đang ngơ ngác thì đã thấy trong đầu vang lên giọng nói. Đây là công pháp người quan tưởng để tu luyện hồn phách sao? đường đường là phục hy thần tộc vậy mà lại tu luyện thứ rẻ rách này sao còn gì là mặt mũi của phục hy nữa chứ đừng nhìn loạn nữa ta ở trong thức hải của ngươi ngươi chỉ cần tập trung tinh thần nội liễm quan tưởng trong đầu mình có một khoảng trời biển rộng lớn là có thể thấy ta ta dạy ngươi ngươi nhớ làm theo quan tưởng thức hải điều này chẳng phải cần cảnh giới rất cao sao đệ tử ngoại môn chẳng mấy người làm được Pháp môn người truyền cho ta thực sự có thể quan tưởng ra thức hải. Trung Nhạc nửa tin nửa ngờ thử theo phương pháp người kia truyền cho, đột nhiên ánh mắt hoa lên thì đã thấy bản thân đang đứng trên một hồ nước lớn. Nơi này nước trong như ngọc, rộng tới hơn 10 trượng, còn có một tòa kiếm môn đang trôi nổi phía trên. Tòa kiếm môn này hình như chia làm hai phần. Trung Nhạc kinh ngạc, hắn thực sự đã có thể nhìn thấy thức hải của mình hắn miệt mài tu luyện nhiều năm nhưng chưa từng thấy thức hải chủ yếu do cảnh giới còn chưa đủ không ngờ rằng dưới sự chỉ dẫn của tân hỏa lại có thể lập tức làm được tốc độ tu luyện này nếu nói ra chắc sẽ không có ai tin nổi trước mặt trung nhạc tân hỏa như một ngọn lửa nhỏ bay qua bay lại trên thức hải tòa kiếm môn này là kết quả của pháp môn ngươi quan tưởng sao đáng thương thật sự là đáng thương đường đường là hậu duệ của phục hy vậy mà ngay cả pháp môn tu luyện cũng coi như không có, lại phải tu luyện thứ pháp môn tầm thường này. Hơn nữa ngươi đã tu luyện khá lâu vậy mà thức hải vẫn nhỏ như này, thế là đủ biết pháp môn ngươi tu luyện thấp kém thế nào. Trung nhạc đỏ mặt cãi. Đây là kiếm môn xuất khiếu quan tưởng quyết, dù cho không phải là pháp môn cao cấp gì nhưng cũng không phải loại vứt đi, là pháp môn luyện hồn tốt nhất mà ta có thể học được muốn thành luyện khí sĩ trước tiên phải luyện hôn kiếm môn đối xử với đệ tử ngoại môn như nhau đều truyền cho xuất khiếu quan tưởng quyết dùng pháp môn này có thể tạo nên một tòa kiếm môn trong thức hải chỉ cần hồn phách có thể thoát khỏi kiếm môn là có thể linh hồn xuất khiếu rời bỏ cơ thể bay đi là pháp môn tốt nhất tân hỏa cười lớn tu luyện cái thứ pháp môn này nửa nạc nửa mỡ còn không rõ hồn phách là gì bị một cơn gió thổi qua cũng đã tan bị ánh sáng chiếu vào cũng mất bị xét đánh thì thành mây khói hồn phách này lại quá yếu gặp nước thì bị hòa tan gặp lửa thì bị thiêu cháy chạm đất thì hóa đá quá là nguy hiểm phương pháp luyện hồn chân chính là quan tưởng thần thánh bồi bổ hồn phách lên trời xuống đất gặp gió không tan gặp nắng không tránh xét đánh không đổi nước không thể hòa tan lửa không thể đốt đất không hóa đá đó mới là chính đạo trung nhạc ngây ngốc tân hỏa nói không sai một vị luyện khí sĩ của bích không đường trong kiếm môn cũng từng nói qua người đó từng nói rằng tu luyện phương pháp này rất nguy hiểm bắt buộc phải tu luyện ở trong bích không đường trên không có trời dưới không có đất không thể tiếp xúc với vật có thuộc tính ngũ hành nếu không sẽ cực kỳ nguy hiểm thậm chí có thể khiến hồn phách tan nát vậy tu luyện chính tông ra sao trung nhạc không cam tâm cãi ta dạy cho ngươi tân hỏa đứng trên vai hắn đắc ý nói người có thể tìm được ta thì cũng coi như là có duyên đáng ra cũng có thể nhận được tân hỏa truyền thừa có điều huyết mạch của ngươi quá nhạt không phải người thích hợp người giúp ta đi tìm phục hy thần tộc thuần huyết ta dạy cho ngươi tu hành hồn phách của ngươi không quá kém cố gắng một chút cũng có thể tu luyện hỏa kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ tân hỏa ta thực sự không phải thần tộc người bên cạnh ta cũng đều như vậy bọn hắn chắc cũng không phải là thần tộc Trung nhạc lắc đầu nói tiếp. Nhân tộc cũng có thể tu luyện hỏa kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ sao? Tân hỏa cười nói. Dù ta không biết năm đó phục hy thần tộc gặp chuyện gì mà rơi xuống cảnh này nhưng ngươi đúng là thần tộc có thể tu luyện quan tưởng đồ của chúng ta. Một lúc sau, Trung Nhạc không thể không thừa nhận hỏa kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ hơn xa kiếm môn xuất khiếu quan tưởng quyết kiếm môn xuất khiếu quan tưởng quyết dùng kiếm khí chặt đứt liên hệ của hồn phách và thân thể, lúc ấy hồn phách mới có thể rời khỏi thân thể. Đối với hồn phách hay thân thể đều để lại tổn thương rất lớn. Còn hỏa kỳ cung tọa hoàng quan tưởng đồ lại la tu luyện tinh khí thần, nuôi dưỡng hồn phách, hồn phách đủ mạnh thì có thể rời khỏi cơ thể để xuất khiếu, tác hại cũng không lớn. Nếu hồn phách đủ mạnh thì hoàn toàn có thể chống lại ngoại lực, nguy hiểm cũng giảm thiểu đi rất nhiều thức hải là nơi tinh thần hội tụ, tinh thần càng mạnh, thức hải càng lớn, quan tưởng cũng lại càng dễ dàng. Tân Hỏa đứng trên vai Trung Nhạc, hai mắt như phát sáng để vẽ lên trước mặt Trung Nhạc một bộ đồ án. Đó là tọa hoàng đầu tiên của Hỏa Kỳ Cung, được coi là Thiên Hoàng Thượng Đế, khai sáng ra kỳ nguyên Hỏa Kỳ, tổng cộng có hơn 32 tọa hoàng. Quan tưởng thần thánh, thì quan tưởng một vị đế vương thống trị vạn tộc đã mở ra một thời đại đi người hãy nghĩ mình là toại hoàng, ở trong hỏa kỳ cung, thống trị chư thần vạn tộc. Trung nhạc chợt khẩn trương, chỉ thấy đồ án có ba tầng, tầng đầu là toại hoàng, đầu rồng đuôi rắn thân người, đầu có sừng rồng, thân có vẩy rồng, da thịt như thiên thư, ẩn tàng vô vàn đạo lý. Mới tầng đầu đã cực kỳ khó khăn quan tưởng kiểu này cần phải có cả tinh khí thần, quan tưởng ra thần vận của toại hoàng, một cường giả mở một thời đại được tôn xưng là thiên hoàng thiên đế, thật sự là vô cùng khó. Mà tầng thứ hai lại là hỏa kỳ cung, là thần điện của thượng đế. Tân hỏa dùng mắt tạo ra hỏa kỳ cung đồ đã vô cùng giản lược nhưng vẫn vô cùng phức tạp với trung nhạc, hơn nữa khí thế hùng cứ vạn cổ của cung điện kia lại quá khó để có thể quan tưởng ra. Tầng thứ ba là hỏa thụ ở trước hỏa kỳ cung. Nó lớn vạn dặm, cao không thể nhìn, mây mù phiêu phù quanh thân, còn có tiếng kêu của đại điểu lẩn khuất. Mỗi chiếc lá của hỏa thụ này đều không giống nhau, muốn quan tưởng ra hỏa thụ hoàn trình lại càng khó khăn. Toàn bộ hỏa kỳ cung tọa hoàng quan tưởng đồ quả thực rất khó luyện, khó gấp ngàn vạn lần kiếm môn xuất khiếu quyết. Sự tinh diệu e rằng cũng hơn xa cả vạn lần. Trung nhà quan sát thật kỹ một lúc rồi nghĩ. Ta nếu muốn hoàn chỉnh quan tưởng ra tấm đồ này với tất cả chi tiết e rằng không thể nào được. Chỉ có quan tưởng thần vận của toại hoàng, khí thế của hỏa kỳ cung cùng sự to lớn của hỏa thụ, chậm rãi nắm được tinh khí thần rồi mới từ từ hoàn thiện, đó mới là chính đạo. Hãn nghĩ đến đó thì nhắm mắt quan tưởng, quan tưởng mình là toại hoàng, thân ở hỏa kỳ cung đúng lúc này thức hải của hắn cũng dậy sóng, hồn phách của trung nhạc càng lúc càng lớn, hai chân biến mất, thay vào đó là đuôi rắn, đầu cũng biến đổi, biến thành đầu rồng. Đã có chút giống tại hoàng trong tại hoàng đô. Không chỉ thế, thức hải cuồn cuồn tạo nên hỏa kỳ cung ở quanh người hắn, cùng với đó là một gốc cây từ từ mọc lên ở phía trước. Tân hỏa trên đầu vai trung nhạc giật mình. Sao lại nhanh quan tưởng ra hỏa kỳ cung, tọa hoàng và hỏa thụ như thế được? Thần tộc này dù huyết mạch loãng nhưng khả năng lĩnh ngộ cũng không tồi, cũng không kém những thần tộc thuần huyết ta đã gặp. chương 3, Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Trung nhạc tựa hồ cũng cảm thấy sự thay đổi trong thức hải nên định mở mắt ra xem. Nhưng ngay lập tức tại hoàng đồ do tinh thần hắn tạo nên đã rung lên, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Không được phân tâm, tân hỏa quát, nếu ngươi phân tâm thì coi như phí công vô ích, tinh thần cũng sẽ chịu tổn thương, sẽ càng khó để có thể quan tưởng ra hỏa kỳ cung tọa hoàng. Giờ tập trung duy trì hoàn thành lần tu liên này cho ta. Trung nhạc bắt đầu tập trung chăm chú quan tưởng. Hỏa kỳ cung, hỏa thụ và toại hoàng đã không còn rung động nữa mà ngày càng trở nên hoàn chỉnh. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc cảm thấy tinh thần đã cạn, hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn hỏa kỳ cung hoa lệ xung quanh, lại càng giật mình khi nhìn lại bản thân mình. Nhìn dưới con mắt hồn phách đã thành toại hoàng, không cần kinh ngạc, đây chỉ là cảnh tượng quan tưởng ra, cũng chỉ tồn tại trong thức hải. Hào phí tinh thần của người nhưng cũng đồng thời rèn luyện hồn phách. Tân Hỏa đứng trên vai hắn nói hỏa kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ không phải là thứ rách nát trước đây ngươi tu luyện. Phương pháp đó chỉ có một chút xíu công dụng cho việc luyện hồn chứ chẳng có ích gì cho việc tu luyện tinh thần. Ta truyền cho ngươi hỏa kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ không những có thể luyện hồn mà còn có thể luyện tinh thần, khiến tinh thần của ngươi ngày càng mạnh lên. Trung Nhạc đang muốn đứng dậy rời khỏi Hỏa Kỳ Cung nhìn xem cảnh sắc bên ngoài thì bỗng nghe thấy một ầm một cái, Hỏa Kỳ Cung sụp đổ, hỏa thụ cháy tan. Ngay cả thân thể tọa hoàng mà hắn tạo ra cũng đang dần tan để lộ ra hồn phách của hắn. Đây là, Trung Nhạc hoảng sợ hỏi, người nếu muốn đi ra khỏi Hỏa Kỳ Cung thì hồn phách phải xuất khiếu. Tân Hỏa cười nói mặc kệ là hỏa kỳ cung hay là kiếm môn thì đều tượng trưng cho một cánh cửa bên trong cánh cửa là cơ thể của ngươi bên ngoài cửa là phía ngoài thân thể mặc kệ ngươi muốn rời khỏi hỏa kỳ cung hay kiếm môn thì đều cần hồn phách xuất khiếu hiện giờ ngay mới chỉ tiếp xúc với hỏa kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ mà đã có thể làm thế này là rất không tồi rồi vậy sao trung nhạc mở to mắt vui vẻ nói sắc mặt tân hỏa lập tức lạnh lên, hai tay cũng không ngừng đập lên bờ vai tạo từ hồn phách của hắn. Hậu duệ của Phục Hy không được kiêu ngạo, ngươi còn kém xa người truyền thừa của tân hỏa. Những người thuần huyết nhận được truyền thừa đó chỉ cần nhìn một lần đã có thể quan tưởng ra hình dạng hoàn chỉnh, ngươi mới chỉ tạo được hình dạng mơ hồ mà thôi, còn cần tiếp tục khổ luyện rất nhiều. Trung nhà quay lại nhìn nó. Thần tộc thuần huyết đáng sợ vậy sao? có điều họ là thần tộc, ta là nhân tộc, tất nhiên là kém hơn rồi. Cần cù có thể bổ sung cho kém cỏi, ta chăm chỉ tu luyện, không tin rằng sẽ mãi mãi thua kém. Tân hòa cũng hơi hòa hoãn lại, trong lòng thầm nghĩ. Cần cù bổ sung kém cỏi, ngộ tính cao hơn người, lại chăm chỉ hơn người, còn muốn người khác sống sao? Khả năng lĩnh ngộ của Trung Nhạc chỉ là bình thường trong số các đời truyền thừa của Tân Hòa có điều những người đó đều là thuần huyết phục hy thần tộc trung nhạc có thể làm được thế này cũng đã vượt xa tưởng tượng của tân hỏa rồi tinh thần của ngươi quá kém mới quan tưởng một lần đã cạn kiệt cần phải nghỉ ngơi một chút chỉ cần tu luyện hỏa kỳ cung toại hoàng thêm vài lần thì tinh thần của ngươi sẽ ngày càng mạnh lên có thể khiến tinh thần hóa thật ánh mắt có thần lúc đó mới xem như có chút thành tựu tân hỏa nhìn thức hải chỉ hơn mười trượng của hắn cười nói trung nhạc ngẩn người tinh thần hóa thật ánh mắt có thần mới coi là tiểu thành đó là chuyện mà luyện khí sĩ mới có thể làm ta có thể làm được thật sao hắn bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt nên không tự chủ nhắm được nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ quả nhiên lần quan tưởng vừa rồi rất hao phí tinh thần tân hòa cũng rời khỏi thức hải của hắn trở về trong đèn bốn phía chung quanh tràn ngập khí đen không ngừng có những âm thanh vang vọng truyền tới nó ngơ ngác quay ra nhìn Trung Nhạc rồi lại nhìn về khí đen. Rốt cuộc ta đã ngủ bao lâu, vì sao Phục Hy thần tộc năm đó lại trở thành thế này? Khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, khí đen này là cái gì? Thằng nhóc thần tộc này mới nói bây giờ thời đại nhân hoàng, nhân hoàng là thời đại gì cơ chứ? Bên trong thức hải của Trung Nhạc, tinh thần như nước chảy không ngừng, chậm dã chương 4, đồ đằng thần trụ nghe chọn bộ tại mê audio com linh đan rượu dược đệ tử hàn môn như ta có thể ăn no thì cũng không tệ rồi nếu chỉ ăn linh đan rượu dược thì ta làm sao có thể cung cấp nổi trung nhạc lắc đầu nâng lên đèn đồng nhỏ này chuẩn bị đi trở về kiếm môn đột nhiên hắn dừng bước rồi quay trở lại tiểu đồng tân hỏa tò mò nhìn hắn chỉ thấy hắn từ trong sọt thuốc lấy ra cây quốc hái thuốc hao tốn hơn nửa canh giờ đào ra một cái hố hướng về bộ hài cốt kia bái vài cái mới đem bộ hài cốt chuyển vào trong hố, sau đó lấp đất lại, lại bái vài cái nữa, lúc này mới đứng lên cầm theo chiếc đèn rời đi. Tiểu đồng ở trong đèn ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, lặng lặng chờ hắn làm xong mọi việc, nhìn thấy trung nhạc đem đèn treo ở trước ngực, dọc theo vách đá leo lên, lúc này mới nhịn không được nói người đường đường là thần tộc vậy mà lại không biết bay vẫn cần nhờ hai chân để di chuyển thật sự là làm mất hết mặt mũi của thần tộc thuần huyết thần tộc trời sinh đã là thần thánh chỉ cần cái đuôi khẽ động là có thể ngự khí phi hành trung nhạc vừa trèo lên vách núi vừa cười nói ta không phải thần tộc cũng không có cái đuôi tự nhiên cũng sẽ không biết phi hành tiểu đồng tân hỏa từ trong đèn nhảy ra, ở trên quần áo của hắn đi lại sờ sờ xương đuôi của hắn rồi lắc đầu nói. Người cũng có cái đuôi, chỉ là không có mọc ra. Lúc trước ta gặp được phục hy thần tộc đều mọc ra một cái đuôi rắn, tại sao cái đuôi của ngươi lại không có mọc ra? Ngươi không tin, vậy ngươi sờ thử ở giữa cái mông của mình, nhìn xem có phải là dấu vết của xương đuôi. Trung Nhạc hướng sau lưng sờ thử, quả nhiên sờ trúng xương đuôi của mình, trong lòng hơi run. Chẳng lẽ nhân tộc ta thật sự là hậu duệ của Phục Hy thần tộc? Điều này không có khả năng, nhân tộc của ta có thể nói là chủng tộc nhỏ yếu nhất, thấp kém nhất trong vạn tộc, làm sao lại có thể là hậu duệ của hoàng tộc tôn quý nhất thần tộc? Hắn bình tĩnh lại, dùng sức trèo lên trên vách núi, nhờ có tân hỏa cùng chiếc đèn đồng này nên khói đen không cách nào xâm nhập trung nhạc rất nhanh liền leo tới đỉnh núi nhìn về bốn phía thì thấy cả trời đất đã bị khói đen bao phủ lại tân hỏa ngươi có thể nhìn thấy bên trong khói đen này rốt cuộc có cái gì không đường đường là thần tộc vậy mà lại không biết dùng thần nhãn của mình để nhìn đúng rồi thần nhãn của ngươi cũng đã thoái hóa rồi người sở mi tâm của mình có phải hơi lõm xuống một chút nơi đó chính là con mắt thứ ba của phục hy thần tộc cũng là vị trí của thần nhãn trung nhạc sờ lên mi tâm của mình quả nhiên sờ chúng một chỗ có chút lõm xuống trong lòng lại càng thêm nghi ngờ thầm nghĩ toại hoàng bên trong hỏa kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ cũng là mọc ra con mắt thứ ba chẳng lẽ nhân tộc chúng ta cũng có con mắt thứ ba ánh sáng chiếc đèn đồng rách nát kia dần dần sáng lên chiếu rọi khoảng cách càng ngày càng xa tuy khói đen nồng nặc vô cùng nhưng ánh sáng này giống như có thể xuyên thấu hết thảy âm mai chương nam bị kích thích lớn nghe chọn bộ tại mê audio com thiếu nữ này tên thủy thanh niên tới từ bộ lạc vị thủy trong số 3.000 bộ lạc của đại hoang vị thủy có nhiều bãi bùn vì vậy bộ lạc vị thủy bị trở thành thủy đô thị sao các tộc nhân cũng thường lấy thủy làm họ của mình sao, ở đây có nghĩa là họ hoặc dòng họ cung nhạc và thủy thanh niên quen biết cũng đã lâu, năm ngoái lúc trung nhạc từ quê trở về kiếm môn. Lẻ lọi một mình vượt qua đại hoang từ bộ lạc trung sơn đi đến kiếm môn, thì trên đường bất ngờ gặp được nàng. Phụ mẫu của thủy thanh niên ở trong thủy đô thị có địa vị khá cao, nên có hơn 10 vị thợ săn trưởng thành hộ tống nàng tiến đến kiếm môn. Chỉ tiếc trên đường đi lại gặp phải thú triều tập kích, chỉ có mỗi thủy thanh niên còn sống, mắt thấy thiếu nữ sắp chết dưới miệng mãnh thú là Trung Nhạc đã cứu nàng. Vết sẹo trên cánh tay trái của Trung Nhạc cũng do cứu thủy thanh niên mà bị mãnh thú cắn một cái, Trung Nhạc còn hộ tống nàng tới kiếm môn. Trải qua sự việc này thủy thanh niên đối với hắn rất là thân mật, luôn gọi Trung Nhạc là nhạc ca ca. Thanh niên, người đã làm được hồn phách xuất khiếu rồi hả? Trung nhạc sợ hết hồn, khó có thể tin nói. Người mới tu luyện có một năm. Nói tới đây, Trung nhạc đột nhiên không nói tiếp nữa, bởi vì hắn lại nghĩ tới mình. Tốc độ tu luyện của Thủy Thanh Nhiên đã xem như rất nhanh, gia nhập kiếm môn mới có một năm đã có thể đi bích không đường để kiểm tra hồn phách xuất khiếu. So với đa số đệ tử ngoại môn mà nói quả thực quá nhanh rồi nhưng so với trung nhạc tu luyện hỏa kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ mà tân hỏa dạy, chỉ dùng vài canh giờ sao liền làm được hồn phách xuất khiếu. Lại tốc độ này nếu nói ra tuyệt đối sẽ không có ai tin tưởng. Sao, một thời canh, si chen, si chen, bằng 8 khắc bằng 2 giờ đương nhiên, trung nhạc đã tu luyện được vài năm, đến bây giờ mới đột phá đến cảnh giới xuất khiếu tư chất như vậy đặt trong mấy vạn đệ tử ngoại môn cũng chỉ là trung thượng, sẽ không gây ra bao nhiêu chú ý. Hai người đã đi vào trong bích không đường, chỉ thấy tòa bích không đường này hoàn toàn chính xác có thể làm được rất tốt hai chữ bích không này. Dưới chân bọn họ là bình chướng vô hình, phía dưới bình chướng thì là trời cao vạn trượng, mỹ lệ hùng sơn liên miên phập phồng, cơ hồ có thể đem 10 vạn dặm đại hoang thu vào trong mắt mây trắng lượn lờ bay qua dưới chân bọn hắn dõi mắt nhìn thì hắn có thể thấy rất nhiều cảnh sắc kỳ lạ của đại hoang có băng sơn trắng như tiết có đại thụ bao phủ trăm nghìn dặm sao có sông lớn gào thét lao nhanh có hoa sen lớn đến mức không thể tưởng tượng vô cùng bao la hùng vĩ sao, một dặm, si ly, ly, bằng 15 dẫn bằng 500 mét mà ở trên đỉnh đầu bọn hắn, lại có liệt nhật treo cao, có minh nguyệt rũ xuống, tựa như khoảng cách giữa hắn và mặt trời, mặt trăng. Ngôi sao gần hơn trước kia không biết bao nhiêu. Giờ phút này trong bích không đường đã có hơn 10 người đang tụ tập trước một tòa đài cao. Tòa đài cao này rộng khoảng trăm trượng, ở trung tâm dựng đứng một cánh cửa có hình dạng như thanh kiếm. Trên đài cao đang diễn ra một trận chiến kịch liệt, một vị thiếu niên khoảng 15-16 tuổi đang quyết đấu với một con dị ma toàn thân ngăm đen. Cánh tay của dị ma kia giống như là chân trước của con bọ ngựa, hai chân nó cong về phía sau, tốc độ di chuyển rất nhanh, qua lại như gió. Ở trên đài hóa thành một đạo bóng đen bay múa xung quanh thiếu niên kia, hai tay giống như hai thanh lưỡi hái của nó không ngừng chém về phía thiếu niên mà thiếu niên kia chỉ có thể trái ngăn phải đỡ, trên người có máu tươi không ngừng chảy ra, thỉnh thoảng còn bị chém chúng, tràn đầy nguy cơ. Trung quanh đài cao có một tầng giam cầm vô hình phong tỏa lại, dị ma kia không có cách nào chạy ra ngoài, nó trời sinh tính lại khát máu, vì vậy chỉ có thể liều mạng công kích về phía thiếu niên. Bên một tòa đài cao khác, mấy vị giám khảo áo trắng yên tĩnh ngồi đấy, chờ đợi kết quả chiến đấu dị ma này là ma tộc cấp thấp do kiếm môn nuôi dưỡng dùng cho kiểm tra loại này nó có tốc độ nhanh sức mạnh lại lớn cánh tay như đao nếu gần người chiến đấu chắc chắn sẽ thua dưới đài có vài tên đệ tử ngoại môn quần áo hoa mỹ hiển nhiên là đệ tử xuất thân từ đại thị tộc đối với dị ma hiểu rõ rất nhiều nghị luận nói bất quá dị ma cũng có một nhược điểm rất rõ ràng đó là hồn phách rất yếu thời điểm quyết đấu chỉ cần hồn phách xuất khiếu nhảy vào thức hải trong đầu dị ma rồi quan tưởng kiếm môn kiếm khí chém một cái liền có thể chém chết hồn phách của nó tự nhiên sẽ chiến thắng nói thì dễ nhưng muốn làm được vậy thì khó khăn rồi tên còn lại lắc đầu nói dị ma tốc độ công kích rất nhanh sức mạnh lại lớn nếu cùng nó cận chiến sẽ thua rất thảm tên đệ tử vừa nãy hồn phách xuất khiếu bị dị ma chém chúng hồn phi phách tán tại chỗ ngay cả giám khảo cũng không kịp cứu hắn chỉ có bắt lấy cơ hội trong nháy mắt để cho hồn phách nhảy vào trong thức hải của nó đem hồn phách nó chém chết đúng vậy dị ma này tốc độ quá nhanh sức mạnh cũng lớn hơn người thường không thể cây mạnh được chỉ có thể dùng mưu kế kiểm tra của bích không đường khảo nghiệm chính là hồn phách xuất khiếu và ý thức chiến đấu thiếu một thứ cũng không được trung nhạc khẽ nhíu mày lộ ra vẻ nghi hoặc dị ma này tốc tốc độ cũng không có nhanh như vậy hơn nữa sức mạnh cũng không thấy mạnh hơn ta tại sao bọn hắn lại nói dị ma không thể cậy mạnh để chiến thắng được trong mắt của hắn tốc độ của dị ma cũng không nhanh sức mạnh do cánh tay lưỡi hái chặt xuống cũng không có nặng như vậy mỗi một cái động tác của dị ma hắn đều có thể nhìn thấy rõ ràng tứ chi bách hài đều đang kích động rất là cổ quái hắn lại không biết tinh thần của mình đã mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần trong mắt người khác dị ma có tốc độ nhanh đến khó có thể bắt lấy ở trong mắt hắn lại không có kinh người như vậy cũng chỉ bình thường thôi đây là diệu dụng của tinh thần mạnh mẽ. Thủy thanh nghiên từ trên lưng lấy xuống căn xin sắn đồ đằng thần trụ ánh mắt trong suốt lóe lên, thấp giọng nói. Trong kiếm môn có tiền bối của thủy đô thị, ban cho ta căn đồ đằng trụ này, ta tu luyện liền nhanh rất nhiều. Nhạc ca ca, đợt kiểm tra này rất là nguy hiểm, đợi tí nữa ngươi mang theo đồ đằng trụ của ta đi kiểm tra, chờ ngươi thông qua kiểm tra lại đem đồ đằng trụ trả cho ta như vậy chúng ta đều có thể thông qua kiểm tra rồi trung nhạc có chút động tâm lại ngẩng đầu nhìn dị ma trên đài một chút lắc đầu nói không cần ta nghĩ tự mình thử xem trên đài thiếu niên kia khắp người đều là vết thương vẫn còn cắn răng kiên trì đột nhiên một vị giám khảo chỉ tay một cái đầu dị ma kia liền bị nổ tung chết oan chết uổng vị giám khảo này mặt không biểu tình hướng về thiếu niên nói người đã vô lực tái chiến đi xuống đi kế tiếp bộ là quân sơn quân sơn thị quân thiếu phi lại có một thiếu niên leo lên đài cao thiếu niên này hiển nhiên là đến từ đại tộc vừa mới đứng trên đài liền đem đồ đằng thần trụ trong tay cắm vào mặt đất chỉ thấy từng đạo hoa văn kỳ dị trên đồ đằng thần trụ dần dần sáng lên bắn ra phía bên ngoài từng đạo hoa văn hoa mỹ Tòa kiếm môn trên đài âm vang một tiếng rồi mở ra, một đạo bóng đen từ trong kiếm môn gào thét vọt ra, bay thẳng về phía quân thiếu phi. Trong nháy mắt liền chỉ cách quân thiếu phi có ba thước sao, cánh tay giống như lưỡi hái sau một khắc liền có thể đem đầu hắn chặt xuống, không để cho hắn một chút thời gian phản ứng. Sao, một thước xích bằng 33,33 cm bằng một phần mười trượng đột nhiên tốc độ của đầu dị ma này bị chậm lại tốc độ chậm nửa nhịp mặc dù vẫn rất nhanh nhưng đã không còn kiểu mắt thường không thể bắt lấy như lúc trước đồ đằng thần trụ quả nhiên kỳ diệu vô cùng ánh mắt trung nhạc không khỏi sáng lên than thở một tiếng đối với đồ đằng thần trụ tràn ngập tò mò luyện khí sĩ dùng linh để luyện chế đồ đằng thần trụ không biết là như thế nào luyện mặc dù tốc độ của dị ma chậm lại nhưng đối với quân thiếu phi vẫn rất nhanh cuộc chiến này kéo dài thời gian một nén nhang quân thiếu phi mới tìm được cơ hội hồn phách xuất khiếu nhảy vào đầu lâu dị ma kiếm chảm hồn phách rốt cuộc chiến thắng thời gian trôi qua từng tên từng tên thiếu niên thiếu nữ đi lên đài cao mà cũng có dị ma từ trong kiếm môn không ngừng xông ra những thiếu niên thiếu nữ có người ngay cả một hiệp sao cũng không thể chống đỡ bị dị ma trực tiếp chém đứt tay chân bị dám khảo cứu có người chật vật khổ chiến nhưng vẫn không có thể kiên trì xuống tiếp sao cái này chắc thời gian hai bên lao vào chém nhau đến lúc tách ra là một hiệp mũ gạch dưới mũ chỉ có hai tên thiếu niên mang theo đồ đằng thần trụ dựa vào nó mới miễn cưỡng chiến thắng mà những đệ tử ngoại môn xuất thân nghèo hèn kia lại không ai có thể thắng được rất nhanh liền đến phiên trung nhạc, thủy thanh niên không khỏi lộ vẻ lo lắng, tháo xuống đồ rằng thần trụ trên lưng, thấp giọng nói, nhạc ca ca, hay là ngươi dùng đồ đằng thần trụ của ta đi. Ánh mắt trung nhạc ngày càng sáng ngời, lắc đầu nói. Không cần, chiến đấu trên trên đài kết thúc, một vị bạch y lão giả liếc nhìn danh sách, chân mày cũng không động một chút. Bộ lạc trung sơn, trung sơn thị trung nhạc. Đệ tử ở trung nhạc trả lời một tiếng rồi đi lên đài cao, hít vào một hơi thật dài, con mắt chăm chú nhìn vào tòa kiếm môn ở giữa đài. Dưới dài cao, rất nhiều đệ tử ngoại môn nhìn lên trên đài, chỉ thấy vị thiếu niên này vừa cao vừa gầy, áo quần rách nát, còn cõng một cái sọt thuốc lớn, nhìn không giống như là tới để tham gia kiểm tra, mà tới để hái thuốc vậy. Nhất thời dưới đài truyền đến cười đùa thanh âm, có người thấp giọng cười nói: Đệ tử hàn môn, vẫn đừng lên đài bêu xấu. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng ầm vang, kiếm môn ở một vị giám khảo điều khiển đã mở ra. Bên trong truyền đến tiếng hô khiếp người của dị ma, một đạo bóng đen giống như kiếm bắn nhanh ra thẳng hướng trung nhạc, hai cánh tay giống lưỡi hái của nó như hai giải lụa. Ở trên không trung xẹt qua hai đạo ánh đao. Hai đạo ánh đao một trước một sau hướng phía trung nhạc chặt xuống. Giao lòng lách thân. Trung nhạc hét to, tiếng hét nổ vang như sấm mùa xuân, lúc này trong bích không đường giống như vang lên một tiếng long ngâm trầm thấm. Có người tựa hồ nhìn thấy trên người Trung nhạc loáng thoáng hiện lên một đầu dao long hung ác, quấn quanh ở trên người của hắn. Lúc dị ma kia chém ra hai đạo ánh đao rơi xuống, thì một tiếng phốc xích cũng đồng thời vang lên, máu tươi phun ra, một cái bóng đen bay cao lên, ầm một tiếng đâm vào lồng giam vô hình trên đài cao lúc rơi xuống đất đã không còn nhúc nhích trên đài chỉ còn lại một bóng người đứng ở nơi đó dưới đài trở nên yên tĩnh không tiếng động từng vị bạch y dâm khảo rối rít ngẩng đầu khó có thể tin nhìn về phía trên đài chỉ thấy thi thể đầu dị ma đã ngã xuống đất kia xương sườn trước ngực đã bị đánh nát trái tim bị mảnh xương vụn đâm vào chết đến không thể chết lại không có dùng hồn phách mà là dùng nắm đấm đánh chết dị ma một vị giám khảo đờ mặt ra, lẩm bẩm nói. Mấy vị sự huynh, như vậy có tính là thông qua kiểm tra không? Mấy vị giám khảo khác cũng đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ quản lý bích không đường tới nay, vẫn là lần đầu gặp được tình huống như vậy. Tay không tất sắt đánh chết dị ma có tốc độ nhanh dọa người, sức mạnh cũng lớn kinh người, đối với luyện khí sĩ rất dễ dàng, nhưng đối với đệ tử ngoại môn mà nói, căn bản là việc không thể nào làm được mà bây giờ hết lần này đến lần khác đầu dị ma này lại bị trung nhạc một quyền đánh chết việc này làm bọn họ muốn phát điên lên vừa rồi bọn hắn ai cũng không thèm để ý mà bây giờ tinh thần lại bị kích thích vô cùng lớn chẳng qua là trận kiểm tra này nên tính thế nào bọn họ đều không có chủ ý